nhắc lại một chút nhá. Cái composer ấy, cái chúng ta cài vào thì chúng ta phải chọn đến đúng cái thư mục chứa cái file psp.exe, mà phiên bản tốt nhất là để phiên bản trỏ đến cái phiên bản cao nhất. Nếu trong trường hợp máy các bạn cài nhiều sao, được chưa, hoặc là có nhiều phiên bản PHP khác nhau, thì tốt nhất là trỏ đến cái phiên bản PHP cao nhất. Đấy là một. Chúng ta bắt đầu chạy cái composer bằng câu lệnh là, để tạo ra một cái file composer trong project của mình ấy, chạy câu lệnh là composer cách init là khởi tạo, đúng chưa? Cứ thế enter xuống hoặc điền theo yêu cầu của người ta, cho đến hai cái mà điền repository ấy, thì chúng ta chọn no. Thế xong là nó sẽ sinh ra chúng ta cái file composer json này. Và để sinh ra được cái file autoload ấy, thì chúng ta phải thêm cái đoạn này vào, được chưa? Cái chuẩn của nó là theo quy chuẩn của json thôi, cho nên là chúng ta cũng viết đúng theo chuẩn của json, key này hai chấm value ở trong. Thì ở đây theo cái chuẩn PHR4 của namespace 4 ấy, thì tôi sẽ để là tất cả các thư mục, tất cả các cái class nằm trong thư mục app sược này, tất cả các cái class nằm trong thư mục app nhá, thì nó đều bắt đầu bằng cái namespace là app. Và bên cạnh đó nữa, tên các cái thư mục ấy, được chưa, tên các thư mục này nó chính là tên cái namespace, chẳng qua là chúng ta viết hoa lên thôi. Ví dụ như home controller nó nằm trong cái thư mục là app này controller, thì chúng ta cũng để namespace của nó là app controller có sc thì thêm sc vào, được chưa? Thường thường các thư mục chứa class thì chúng ta hay để là số nhiều, nhớ nhá. Còn tên các class ấy chẳng thể nào đặt số nhiều đâu, được chưa Giang, nhớ chưa? Tên class không bao giờ đặt số nhiều nhá. Ngoài ra còn một cái nữa, đó là tên file. Các bạn thấy này, tên file nó chung với tên của class, đảm bảo tôi cái việc này, được chưa? Các bạn rất dễ bị kiểu dạng bị cuốn theo cái kiểu tôi code ấy, thế là thấy tôi code sc thế là cũng nhét sc vào, xong rồi lúc nào cũng thấy thêm sc vào. Không phải chuyện đấy đâu. Tên class không bao giờ có số nhiều nhá. Và tên file để định nghĩa cái class đấy cũng sẽ không có số nhiều. Đó. Sau đó để chạy ra cái, để đăng được ra cái file autoload ấy, thì chúng ta gõ câu lệnh là composer cách dump autoload như này, thì nó sẽ sinh ra cho chúng ta cái file autoload nằm trong cái thư mục vendor này. Còn cái thư mục vendor này mấy nữa nó còn chứa cả thư viện cơ, thì cứ thong thả. Được chưa? Ghi chép là cái gì thì ghi chép. Sau đó chúng ta đang dựa vào cái htaccess này, dựa vào htaccess để gom toàn bộ tất cả các request lên server của chúng ta, lên cái project của chúng ta, đưa hết về file index và nhận cái tham số URL là những cái thứ đằng sau cái localhost sược thư mục ấy. Localhost sược 1710 sược L30. À nhầm, 30. Đó, nó gom hết vào. Thì ví dụ như tôi để linh tinh ở đây, nó cũng để hết về trang index mà thôi. Bị lỗi là do tôi chưa định nghĩa ra cái file appview 404 này, thì tôi định nghĩa phát là xong mà. Xong chưa? Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn nốt cái phần tiếp theo là để cài thư viện cho chúng ta. Và tôi sẽ hướng dẫn chúng ta gửi email trước, sau đó chúng ta lại quay về MVC để tiếp tục hoàn thiện cái mô hình này. Chúng ta sẽ có rất là nhiều thư viện ở đây. Thì chúng ta sẽ cài thử cái thư viện ppmailer nhá. Chúng ta search cho tôi cái từ ppmailer. Được chưa? Nó sẽ ra ngay cái ppmailer sược ppmailer ở GitHub ấy. Các bạn kích vào đây. Được chưa? Ở dưới này nó cũng có mô tả này. Và đây là cái cách nó cài này. Installation and loading. Thì chúng ta có thể có hai cách cài. Bao giờ cũng vậy, chúng nó có thường có hai cách cài. Cách thứ nhất là các bạn thấy cái đoạn này không? Có tìm thấy không? Có. Copy luôn. Được chưa? Sau đó mở cái file composer ra ở cái đoạn require này. Mà không có require thì chúng ta viết ra cái require, pệt cái đoạn nãy vào. Được chưa? Pệt nó vào. Đây là một cách. Được chưa nhỉ? Pệt nó vào đây thôi. Pệt vào trong cái require nhá.
Xong chưa? Còn nếu mà chúng ta không thích cái cách này thì chúng ta có thể gõ ngay câu lệnh composer require PHP mailer như này. Thì chúng ta sẽ tiến hành mở cái composer ra, à mở cái CMD ra. Mở cái CMD ra, mở vào trong thư mục của mình ấy. Pet cái câu vừa rồi vào. Composer require PHP mailer sửa PHP mailer. Enter xuống và chờ. Chờ thôi, nhưng mà yêu cầu cái này là phải có mạng nhá, không có mạng. Không có mạng các bạn không cài đâu. Chẳng biết lâu hay chậm. Bảo cũng không biết là có mạng à, có mạng. Đấy tôi vừa search xong mà. Có mạng. Cái gì mà L30? Ừ. Thằng nào cắt đi rồi thì sao? Nãy Giang, à, cái Trang chả nhìn thấy, Đức chả nhìn thấy. Ờ, cái thằng này do ăn ở rồi, còn thằng Đức nó cắt đi rồi. Chạy chưa? Của cái đá ban nào chạy chưa? Hả? Hả? Xong rồi đấy. Sao bán thế? Của mình chưa thấy chạy cái gì. Copy cái này các bạn, nếu mà viết ở trong file composer ấy là viết cái này cơ mà. Đây các bạn. Thằng ất ơ này. Xong chưa? Rồi, tôi sẽ hướng dẫn thêm cách thứ hai. Nếu mà chúng ta dùng cái thằng này này, dùng cách này này. Nếu mà chúng ta dùng cách này nhá, thì ví dụ tôi cài cái phround này, các bạn search đi. Phround. Search cái từ khóa là phround này này. Xong rồi vào ngay cái đầu tiên ấy. Mr. J. Green, phround. Đó. Ủa, thằng này không có cách cài kìa. Không sao. Đây, chúng ta lại mở cái file này ra. Mở cái file composer json ra. Các bạn thấy tôi xóa cái này đi rồi đúng không? Sau khi chạy cái composer require á, cái tên thư viện này thì nó tự động nó update cái nội dung của file composer json này lên.
bây giờ trở thành cái thêm một cái phiên bản cũng như là cái tên thư viện vào đây. Ở đây thì các bạn lại viết thêm cho tôi một cái là ph round 2.string là sao, là bất kỳ là phiên bản cuối cùng, nó luôn luôn tải ra phiên bản cuối cùng vậy, bất kỳ cái nào cũng được. Hưng để ý bạn ngồi sau hộ cái nhé. Hướng dẫn nó cài cái thư viện đi. Các bạn vào đây copy cái này này, nhìn tôi chép lại làm gì. Vào trong này copy lại cái đoạn này này. Copy cho nhanh, chép làm gì. Copy lại pệt vào trong cái file Composer JSON ấy. Được chưa? Xong đến đây chưa? Hậu xong chưa? Rồi, ngoài này chúng ta vẫn mở cái CMD ở trong cái thư mục nhá. Sau đó gõ Composer cách install. What the fuck? Làm gì đó? À, không có cái gì để install. Để tôi xem lại. Clear này. Composer cách update. Composer cách update các bạn nha, tôi nhầm. Cái này nó tùy theo mạng mà. Không nhớ. Thank you.
cái này của em đọc cái này không biết cái chữ mục để chặn ở đâu thua em đấy đọc cái đấy copy là bao nhiêu lượt đấy chửi kinh hơn đấy chửi nè cua gì đấy cái sau nó sẽ như thế này phiên bản là 2.1.0 này xong chưa. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chúng ta gửi email nhá. Chưa à? Gì mà lâu vậy? Gì? Làm sao? Chạy chưa? Mang lên đây. Khổ lắm cơ. Làm cái gì đây? Xong chưa? Có đứa nào có cái email Gmail nó không dùng không? Không dùng hả? Ờ. Tức là đi hả? Không, tức là được phép để lộ password này. Có. Hưng đéo có. Giang, Giang mấy cái Facebook mà khoảng đéo kỹ không? Hả? Không. Không dùng cái đấy. Có cái khác thì dùng. Không, tôi sẽ tạo một cái Gmail mới nhá. Tôi tạo một tài khoản Gmail mới cho cả lớp dùng luôn. Đâu, ai có không? Trang ạ. Có. Đây. Ơi. Quá. Rồi chờ tí. Gmail.com này. Gì? Nhóm Meet. Đây đúng không? Không phải A còng. Pass là gì? Chật. Cái gì đấy? Không phải. Nó gửi một cái tin nhắn về điện thoại đấy. Bao nhiêu? Không có. Số đấy nào? Một nhóm thôi, trưởng nhóm. Thôi dẹp. Không khác gì. Phải đi vào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khác cả. Thằng Quang đọc số điện thoại đi. 0128 997 296. Sẽ quăng quét 0296. Đây nha, mật khẩu và tài khoản chúng ta sẽ như này nha. t3h.1710@gmail.com. Mật khẩu là t3h123456. Đây nhá, đây là tài khoản và mật khẩu của chúng ta. Rồi, tạo tài khoản thành công này. Được chưa? Các bạn cứ có một tài khoản Google được. Được chưa? Sau đó chúng ta bấm vào cái này. Thấy không? Bấm cái này xong rồi vào phần tài khoản của tôi. Các bạn nếu không thích dùng cái này có thể dùng email cá nhân của mình được, không sao. Đây. Cái này chỉ cần một người setup thôi là được rồi. Được chưa? Vào phần tài khoản của tôi này. Sau đó chọn đăng nhập vào bảo mật. Kích vào. Chỉ cần mình đã setup thôi là được rồi. Sau đó kéo dưới cùng. Nó có một cái là cho phép ứng dụng kém an toàn. Thì chúng ta bật nó lên. Được chưa? Đấy, đây là cái bước để setup. Bởi vì cái email của Google ấy, nó mặc định là không cho phép được các phần mềm của bên thứ ba hoặc là các website của bên thứ ba được phép gửi mail ngoài cái hệ thống của Google. Thì chúng ta phải tắt cái này đi, phải bật cái này lên thì chúng ta mới có thể là được gửi mail từ cái tài khoản này bằng cái email của chúng ta. Được chưa? Rồi. Sau đó bật lên là được rồi nhá. Các bạn có thể tắt nó đi luôn, không sao cả. Tắt nó đi. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành xong nhá. Sau đó chúng ta tiến hành vào cái file index này chẳng hạn. Tôi tạo ra một cái route nữa, URL nữa là send mail này, send email. Send mail này. Tôi sẽ đưa về home controller. Hàm là hàm send mail. Người gọi mình với kinh chứ. Alo. Vâng ạ. À vâng 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 bác. Bác Hùng ạ. Vâng. Dạ. Dạ vâng, bác cứ để Hiệp nó gọi điện cháu được rồi, không phải bác đích thân gọi này thì ngại quá. Vâng, dạ vâng, 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 được rồi, để bọn cháu bố trí về ạ. Dạ vâng, dạ vâng, 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 vâng. Dạ giờ cháu đang trên lớp ạ, đang dạy, vâng, vâng, vâng. Dạ vâng, vâng, rồi cháu cảm ơn ạ, cháu bác. Rồi. Xong chưa? Tạo home controller này, và tạo ra hàm email này. Xong đây chưa? Thảo xong chưa? Mì tôm xong chưa? Rồi. Copy cái tên hàm này và mở cái file home controller ra. Tạo ra một cái hàm mới. Tên là send mail chẳng hạn. Được chưa? Xong chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem cách dùng của thằng PPMailer. Thì ngay ở dưới thôi, nó có cái hướng dẫn sử dụng đây này. Nó có một cái simple example. Tức là một cái example đơn giản. Thì đầu tiên các bạn thấy này, để sử dụng được cái thư viện này các bạn phải có cái này. Thấy không? Yêu nó vào. Copy vứt lên trên này. Tức là nó yêu thì vứt lên trên đấy. Trên class và dưới namespace thực ra đặt ở đâu cũng được. Miễn làm sao nó sau cái namespace, nhưng mà thôi cứ đặt đây cho nó dễ nhìn và dễ quản lý. Trong một file đặt một chỗ. Đừng có thằng nào đi ngồi gõ lại cái mớ này nhá. Vào này kéo xuống dưới copy về. Trông mặt đần thối là nhìn có khả năng cao là đi gõ lại đấy.
Qua cái kinh đó. Copy về thôi, không phải gõ lại đâu. Xong chưa? Xong chưa? Rồi, bây giờ thử này. Đây nha, chúng ta nhìn nó sử dụng này. Đầu tiên, chúng ta không phải require cái này bởi vì chúng ta require ở file index rồi. Không phải require nữa. Tiếp theo chúng ta tạo một cái biến tên là mail bằng PP mailer bằng cái đối tượng mới là PP mailer và set giá trị bằng true. Để true vào thì nó sẽ enable cái exception, tức là nếu mà có lỗi nó bật ra ngoài. Nó bật cái lỗi ra. Để hiển thị cho chúng ta xem là lỗi gì. Được chưa? Thì chúng ta cũng tạo một cái biến tên là mail như này. Một biến tên là mail. Có biết cái try catch này không? Đúng rồi. Ngôn ngữ nào chả có. Ông cứ làm như kiểu si sát thì ông kinh lắm. Hả? À? Cái gì? Ai? À? Thằng này á? À? Nó đang học. Đột nét tôi làm đến mấy năm rồi. Java cũng có luôn. Xong chưa? Rồi, có cái đoạn try catch này có cần giải thích không? Thôi nhẹ. Rồi, tí nữa giải thích. Giờ không giải thích. Rồi, chúng ta xem tiếp này. Đầu tiên, các bạn thấy này, code ở bên này. Nó giải thích ở bên này. Thì ở đây chúng ta có cái mail trỏ đến STMT debug. Tức là sẽ bằng 2. Thì tức là nó sẽ bật cái trạng thái debug. Tức là nếu có lỗi nó bật thẳng cái lỗi ra ngoài chúng ta. Chi tiết luôn. Đấy là cái debug. Nhưng mà thực tế ra nếu mà chúng ta làm theo kiểu dạng là đang làm để test nhé, thì nên bật cái này lên để biết là mình có lỗi gì để sửa. Chứ nhưng mà nếu mà các bạn đưa cái website của chúng ta ra production ấy, tức là hoặc là gọi là live site, tức là đưa ra cho khách hàng sử dụng rồi ấy, mà loài ra cái bật cái này lên là ăn vả đấy nhé. Không bao giờ được để cho khách hàng nhìn thấy là mình hệ thống đang bị lỗi gì. Được chưa? Để hiển thị ra lỗi là đã chết rồi. Bắt buộc phải làm cách nào đấy để cho người ta có thể là nhìn thấy luôn luôn là giao diện, chứ không được phép là để nhìn người ta nhìn thấy hiển thị lỗi. Được chưa? Thì đấy nó là cái quy định. Và khách hàng người ta cũng không thích nhìn những cái thứ đấy. Và ngoài ra nữa nó kém bảo mật. Nó giảm bảo mật của chúng ta đi. Chúng ta xếp vào đây. Còn mấy nữa nếu mà chạy thật thì chúng ta comment nó vào. Được chưa? Cái này là bật debug. Tiếp theo là mail trỏ đến SMTP thì chúng ta dùng luôn, tức là set chúng ta gửi bằng SMTP. Ngoài ra nó còn nhiều cái phương thức gửi mail nữa, POP 3 rồi cái gì cũng không nhớ đâu, toàn dùng cái này thôi. Tiếp tục này, host, mail host, tức là gửi từ cái bên nhà cung cấp nào, bọn nào quản lý. Thì cái này chúng ta gửi từ bọn Google đúng không? Thì là SMTP, nghe giống MTP giống sơn tường nhỉ? .gmail.com. Hả? Ra à? Ai à? Sky à? Sao nó chưa rú? SMTP.gmail.com. Đây là cái bên cung cấp quản lý cái Gmail này, chúng ta sẽ gửi request lên cho nó để nó gửi đi cho mình.
Tiếp theo đến SMTP auth, tức là phải đăng nhập. Cái này không đăng nhập thì cũng không dùng được đâu. Là cứ set. Tiếp theo là đến username và password. Sai. Username của chúng ta là cái tài khoản để gửi mail đi á, thì chúng ta để là cái gì nhỉ? Đây rồi. Chúng tài khoản này. t3h.1710a@gmail.com. Mật khẩu là t3h123456. Gửi theo chuẩn mã hóa là TLS và cổng là cổng 587 hoặc là cổng 645 đều được, thích gửi được cổng nào gửi, nhưng thường thường là hay để mặc định là 587. Nếu mà các bạn đưa cái này lên server ấy, thì các bạn phải mở cái port 587 của máy ra, của server ra thì nó mới gửi được, còn không gửi đâu. Tiếp theo đây là người nhận này, thấy không, đây là người nhận này, thì chúng ta sẽ copy này. Send from, tức là chúng ta hoàn toàn set được cái việc đó là email. Ví dụ nhá, thằng Quang này có email này, Quang gửi email cho tôi này, nhưng mà Quang sẽ để ở trên email đấy, đó là cái email này được gửi từ email của thằng Đức. Làm được cái việc này, được chưa? Không phải fake mà là nó chỉ hiển thị thế thôi, chứ còn không phải là nó chuyển thành như vậy. Thì đây là, nếu các bạn thích thì viết, còn không thì thôi. Tùy, thích thì viết vào, không thích thì thôi. Còn không thì viết vào đây, ví dụ như kiểu là thiện TH 32, đây là mail của tôi chẳng hạn, a@gmail.com. Đây là thiện TH, đây là gửi từ người này. Được chưa? Hoặc là gửi từ T3H-1710. Đó. Tiếp theo là add address. Bây giờ cái này á, đó là cái nơi để giúp chúng ta là gửi cho ai, người nhận. Ví dụ mail của một mail khác của tôi là thiện th@fpt.edu.vn. Đây là thiện fpt chẳng hạn. Thằng Giang này đọc cho tôi email nào. Giang chấm muối hay là cái gì? Hả? Rick Kit. Đây đúng không? Đây đúng không? Boy. Mày không biết chữ boy vào đây, ai biết mày là boy mà. Rick. À, đây Rick VIP. Ai chuẩn bị đi tù. Tiếp. Ăn gòng Gmail à? Đứa nào muốn nhận mail nữa? Cao Khánh ạ. Lại Cao Khánh. Cao Khánh. Gì nữa? Đức Khánh Cao. Đức Khánh Cao, không phải là bố Khánh vĩ đại. Gì nữa? Một a@gmail.com. Gì nữa? Đây để là Khánh vĩ đại. À đây là reply. Nhầm. Xin lỗi, nhầm. Đây, nếu nào muốn nhận nữa viết, đọc nốt rồi đây. Hậu là gì? Lại nhóm mít. Hậu Nguyễn 112797. Đây đúng không? Đây là hậu mít. Được chưa? Tiếp theo này, đây là nhóm người nhận nhá, đây là nhóm người nhận này. Các bạn thích add bao nhiêu thằng bạn được, được chưa? Nhưng mà càng add nhiều thì càng lâu hơn, không vấn đề gì cả.
Tiếp này, đây cái reply, cái này rất là quan trọng này. Bởi vì thường thường các bạn lưu ý cho tôi một điều như này. Đó là trong các hệ thống ấy, thì cái email mà để hệ thống gửi đi, nó là email thường thường là chẳng ai vào check của mình cả. Hiểu vấn đề không? Các bạn hay nhận được cái email là no reply, thấy không? Là những cái email đấy nó gửi cho các bạn nhưng mà nó yêu cầu các bạn là đừng reply lại cái email này bởi vì người ta không xử lý đâu, đúng không? Thì những cái email đấy là email do máy tính nó gửi đi chứ không phải là do người gửi, được chưa? Thì người ta có một cái trò đó là get reply cu. Ngoài cái việc là không reply trực tiếp lại cái thằng gửi đến cho mình thì chúng ta có thể sửa lại cái thông tin là nếu tôi bấm reply thì nó sẽ ví dụ thằng Quang này gửi cho tôi nhưng mà tôi bấm một cái nút reply thì tôi reply xong đó, hoàn toàn làm được cái việc đấy. Thì tôi sẽ để đây reply cho ông Quang đọc. Thôi rút kinh nghiệm là xong, kiếm thằng nào mail ngắn ngắn 10296. Đây đúng không? Quang đầu bếp. Rồi, còn CC, BCC có biết là gì không? Bọn này không gửi mail bao giờ? Hả? Không nhỉ? Ồ, CC và BCC là những người nhận kèm, nhận cùng. Nó không quan trọng bằng cái người gửi chính kia. Ví dụ như tôi xin nghỉ nhá, trong công ty ấy, tôi xin nghỉ, Quang này xin nghỉ, tôi là sếp này, tôi là sếp trực tiếp của nó này, thì nó sẽ gửi email đến tôi để xin phép nghỉ. Nhưng mà đằng sau tôi còn có phòng admin này, rồi phòng giám đốc này, rồi giám đốc này, thì phải gửi cho tôi là người nhận chính, nhưng mà CC và BCC cho giám đốc và phòng admin, phòng nhân sự rồi. Đó. Tiếp theo, đây là các cái file đính kèm. Nếu các bạn muốn đính kèm file thì nhắc cái này vào, còn không muốn đính kèm thì thôi, bỏ qua. Tiếp theo là mail set nó là HTML, tức là email của chúng ta chuyển sang định dạng là code HTML ấy. Chúng ta có thể code HTML ở trong mail để cho email nó đẹp. Tiếp theo là subject và body. Subject thì đây là cái subject này, tôi sẽ ví dụ tôi có một cái biến đô la content bằng đô la gạch dưới get, đây là content, tôi lấy ra cái content này từ URL thì tôi sẽ có cái subject chứ. Tôi có nhận hai biến, một biến là subject, một biến là content. Thì tôi sẽ truyền cái subject bằng cái biến $subject. Content thì bằng $content. Và mail send. Cái này cũng chẳng dùng bao giờ đâu. Rồi, cái này hiểu là cái gì rồi. Đấy, send đi. Gửi đi. Sau khi gửi xong thì chúng ta có thể echo ra đây là đặt báo hiệu là tôi đã gửi mail thành công. Còn nếu mà không đăng thì là có lỗi rồi, bật lỗi rồi. Tôi đang ghét, tôi chứ có cái gì đâu.
Mùng 8 tháng 4 là Grab, Uber sẽ rút khỏi Việt Nam. Hả? Hả? Ờ, khối thông vấn việc. Úi dồi ôi, mấy ông Việt Nam không biết dịch kiểu gì. Tiếng Anh, bản tiếng Anh thì là April 8, 2018. Còn dưới này thì là chúng tôi sẽ chuyển dịch vụ của mình sang nền tảng công nghệ của Grab vào ngày 4/8/2018. Phải. Nó lệch nhau hẳn 4 tháng. Được chưa, xong chưa? Còn cái đoạn này này các bạn này, cái đoạn này này, đây này. Cái mail ALT body á, thì cái này nó là cái các bạn có để ý khi mà mạng chúng ta bị chậm không? Thì nó sẽ hiển thị là hiển thị email theo dạng plain text. Đúng không? Thì các bạn hiển thị cái đấy nó hiển thị như nào ấy thì nó chính là cái này. Các bạn viết nội dung gì thì nó hiển thị cái text bạn các bạn quy định ở đây này. Được chưa? Đó. Thằng kia mày gật đầu như bổ củi vậy không biết à? Quê mang tiếng đi làm, đi du học. Được chưa? Rồi chúng ta gửi thử nhá. Send trừ mail có đúng nhỉ? Chúng xem lại đã. Tôi không nhớ cái đường dẫn của mình là gì đâu. Đây là send trừ mail hỏi chấm subject bằng hello 1710 và content bằng cái gì nhỉ? Đây là content. Enter. Chả có gì cái gì. Đang quay thôi. Đấy, lỗi bố rồi. À đâu? Đăng rồi nè. Đến rồi nè, email của tôi đến rồi nè. Đây à. Thấy không? 1710 này, đây là content đây này. Đấy, thấy không? Tới tôi này, rang dích, rích kít, rồi hậu hậu gì gì đây này. Quang reply to quang đầu bếp này. Thấy không? Tôi reply nhá. Bấm đây reply đúng không? Bấm. Thấy nó chuyển sang quang đầu bếp không? Thấy không? Đó. Cái việc gửi email này nó có rất là nhiều tác dụng. Các bạn biết tác dụng gì không? Thế thuộc. Các bạn có gửi được không? Cái debug này là của cái thằng này này, nãy tôi nhầm rồi sao? Đây cái debug này là của thằng này này. Cắt bố đi. Nhìn cho đỡ khiếp. Nhìn kinh nhầm. Đây gửi cho những ai này có hết này. Credential hidden này. Test thử xem có gửi được không? Của tôi phải xóa nó đi. Xóa chứ nhỉ? Mình cứ có cái trò xóa mail một cách vô thức. Đấy, test thử xem có gửi được không? Hả? Dẫn nào? Dẫn URL gì? Đây như? Cóp lại là nào? Cô lên đây. Lên đây. Không, lên đây thật. Nói đùa đâu. Lên đây. Tôi chỉ cho nhanh lên, nhưng mà tôi không qua lại đâu. Nhanh lên. Nhanh giấy bút lên đây. Ơ thật, để cho mà nhớ. Không nhìn thấy gì đúng không? Nhanh lên. Tháo. Tôi ăn thịt cô đâu mà không phải sợ thế nhỉ? Cái thằng béo như thế nó ngồi cạnh cô không sợ, cô sợ gì tôi? Gì mà nó online. Nhanh. Tại sao? Tí về tôi sẽ nhờ thằng Hưng béo mời cô đi trà đá để hồi sức cấp cứu. Nhanh lên. Nhanh lên, ai làm gì đâu.
Đây, nhìn rõ chưa? Nhìn rõ thì cầm bút viết lên bảng đi. Không ăn này gửi cho. Ôi. Sắp dịch cái bản. Giờ gửi lại em không được không? Tôi biết sao được.
Đây, tôi gửi lại này, đứa nào muốn nhận nữa, đăng ký hết vào đây. Đâu, đứa nào muốn nhận nữa? Mày nhận rồi hình như, mày nhận lắm đấy. Đứa nào ông Thắng cái mail là gì? Đào Huy Thắng ạ. 97 cơ ạ. Đây đúng không? Đứa nào nữa? Mang hết vào đây. Rồi. Gì nữa? Thế thôi gì? Đứa nào nữa? Thôi, dẹp đi. Còn đứa nào nữa? Diệp Diếc đâu rồi? À, Điệp, Điệp. Ngô Gia Điệp. Hả? IT. IT. Gửi lại nhá. Subject này. Đây là gửi lần 2 này. Gửi anh xa nhớ. Content là Bích Phương. Từ Bích Phương. Đờ cái con cờ ấy. Đờ làm sao được mà đờ. Đây, gửi anh xa nhà. Lỗi rồi. Lỗi phông chữ rồi. À lỗi chuẩn rồi. Kệ đó không sao. Hả? Hỏi cái anh bên cạnh. Sao? Được chưa? Quạt này nó gửi rồi đúng không đấy? Sai rồi. Làm gì có thằng nào là thằng root đã còng điên này. Đâu đứa nào không được mai à? Mày sẽ đăng email ở đây. Đây này, could not authenticate, tức là sai tài khoản mật khẩu. Thì sao lại account với Champo? Tiếp, nạn nhân tiếp theo. Thằng kia nó nhanh hơn, lên đi, kệ nó. Chậm chân thì chết. Bạn update thì đây kìa. Bạn đã có cái, bạn đã cài được cái thư viện PPML cho tôi không? Bạn cài ở đâu ấy? Bạn cài ở C sao? Project của bạn nằm trong thư mục HTML 8. Cài lại cái đấy đúng không? Về cài hạ trong thư mục đi. Tiếp toàn nạn nhân, mỗi nạn nhân một kiểu. Đâu, ở đây xem nào. Không. Lê Đình Đức 97. Lê Đình Đức HD à? Có vẻ không sai. Do ăn ở rồi. Vậy đây là có sửa gì đâu chết không đâu sai gì cả. Sửa lỗi là ừ.
Yêu em. Yêu em là 587. 587. Không có thằng nào trở lại vô đùa. Bả lại. Ghi mà ghi làm sao được. Ông tưởng ông ghi mà dễ à? Ai biết được? À. Thằng này chưa có SL nên. Chuẩn đã luôn. Đổi luôn à? Biết vì sao chỗ này chạy chưa sao đến chưa đây đây em. Đeo thì đến gì? Đeo à? Thấy thêm cái gì nào đấy? À. Rồi, nạn nhân tiếp theo. Hưng dạo này trông như cu ly ấy nhỉ? Đó gì? Trông nạn nhân tiếp theo.
copy không hiểu chẳng anh suy nghĩ gì người xem là thông điệp mày comment hết luôn ạ, chạy mỗi hàng dòng kia không chạy được ạ. Đúng rồi mà, chẳng lý mày xài đâu. Sao lại như này nhỉ? Chỗ này rồi đang nở quang ạ. Phải đâu này ạ? Lại chả thế. Thì so swing hello. À đúng rồi. Thì để vào làm sắp sách. Đúng rồi. Mail bảo em phải mail lớn. Chú đúng rồi. Sốt về là em. Sắp sách còn hello content tin linh tinh này. Invalid address form. Có bao lỗi gì luôn. À. Để xem cái memo đồ ấy, memo đồ em có từ L30 của thầy, xem trong còn nút cầu. À. Nó chạy đâu? Phải lúc đấy rồi. Phát nhiều người. Được rồi, không có gì thôi. Cái tên bắt đầu tiên thì cái tên bắt đầu tiên cái gì lên rồi bỏ đang bận mạnh mẽ lên mạnh như ta mà đáng kể rồi vì sao nó bị cái gì vậy đây đến lượt thằng này rồi nó bị cái này không phải form là cùng một chỗ này không có xe form mà không điện. Còn cái lỗi này nhá, cái lỗi này này, xuống gặp thằng Đức, bảo anh Đức giải quyết cho. Thằng chuột lên đây nào. Thằng quang lên tượng chuột. Copy đoạn này vứt lên thì vứt lớp vậy. Copy cái đấy à. Thank you.
chúng cứ gửi cho tôi làm gì nữa, đừng gửi cho tôi nữa. Gửi cho đứa khác đi. Gì đó? Sao comment được nhiều dòng vậy? Bọt đâu? Ui giời ơi, ông chết bọt à? Fail network get address. Thiệt nào? Dạ. Vâng. Ok. Vâng. Sao lại chưa vào để upload file được ạ? Đúng rồi. Sao lại bậy vậy nhỉ? Thế tí anh gửi lại cho em xem em cái tài khoản của anh đi để em vào thử xem em bật lên được không? Rồi. Ui giời ơi, ông thần này quá là bá đạo luôn. Rồi. Chết rồi. Mỗi mấy cái dòng dài lên xây xuống. Có lâu lâu đấy có vẻ được đấy. Xong rồi. Nào. Thằng nào lại gửi đến cho mình nữa đấy. Này. Thôi nhá, không gửi cho tôi nữa đâu nhá. Bỏ cái thiện th.edu.vn đi nhá. Sao? Lỗi gì? Ông đã bật xong chưa? Không phải là bật nghe. Cái gì đấy? À, cái lỗi này xuống bảo anh Đức anh giải quyết cho nhá. Rồi cô lên lớp rồi. Thằng này không trong lớp mình. Sang bảo Đức. Sang bảo Đức. Đức là nhiều người rồi. Giống hết thằng Đức luôn. Sao đây? Sang bảo Đức lên lớp đấy. Có về xong thì bên sau cái cầm tên là tên là tên là có làm nào? Làm con bao. Ông có biết đâu phải đâu, ông có cài cái video lô đây đâu dùng thành này. Ông cài cái bên kia hay sao đấy, đúng không? Thank you.
Em xem có đâu em xuất. Không không cái gì nữa rồi nhớ cho nó rồi thôi. Quan trọng là nhà nó phải là thái. Em xem có được mà, đến lúc đấy. Để em kể gì đó cho nó hiểu không? Hiểu không? Đúng không? Đúng rồi. Này, thì vào xa còn cấu hình luôn. Xong đấy còn gì rồi. Cấu hình không xa. Cấu hình không được thôi. Không được thôi, tôi thử rồi. Cái này 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 đây này các bạn này, ở máy Windows các bạn rất dễ bị xảy ra cái lỗi này. Thôi nhá, tôi nói lại một lần nữa là thôi nhá. Lại có email gửi này. Đây nhá. Nếu mà các bạn gặp cái lỗi gì nhỉ? Could not cái gì HTML server ấy, thì các bạn search cho tôi cái từ copy luôn cái đoạn could not gì đấy, PHP mailer. Tệp cái đoạn này vào. Could not. Put not đây đúng không? Put not connect to MTP server host đúng không? Vào thằng này thì phải, tôi không nhớ lắm đâu. Bố anh nhớ được để chị tìm. Không phải này rồi. Đây rồi, thằng này copy cái đoạn này vào. Cái này do cái SL nó không của máy các bạn nó không cho gửi đi. Thì các bạn phải pass qua nó. SL là gì thì cái đấy học sâu ở bên P cơ. Service ticket cứ kiểu cơ. Hả? Ấn cái học quá. Thế nào? Ok. Đấy, có tỏ ra được không? Tiếp màu vàng. Máy đi đâu nó rất hay cái trò này, đó là nó mình hacker rồi nó vẫn chưa được lần CMD mẹ quay mua bác tiền mua anh sai rồi đi bắt chó chó đi mua bác được chưa mua cái đâu nhá anh mua cao dạ. Có cần gấp không? Em đang trên lớp. Đó. Đâu ở bên T3H? Ở bên trung tâm. Có cần gấp không? Không, ở xa lắm. Đó. Nếu không cần gấp thì để tí nữa em mở cho. Nha. Vâng, vâng, không sao đâu mà. Nha, rồi. Vào thôi. Xong chưa? Gửi được hết chưa? Còn đứa nào không? Được chưa? Các con rời. Đấy. Thì cái thằng PP Mailer này là một trong những cái thư viện khá là hay dùng. Nó dùng trong những trường hợp này. Thì rất là nhiều. Ví dụ như kiểu dạng các bạn vào website này. Ví dụ vào Gmail. Không thì vào. Ví dụ vào con này. Ví dụ vào website chẳng hạn. Chúng ta lỡ mà quên mật khẩu. Đúng không? Lỡ quên mật khẩu thì nó có cái chức năng forgot password này. Đúng không? Bấm vào đấy để nó gửi cho chúng ta một cái đoạn mã. Đó. Nó sẽ gửi mail cho tôi. Đấy, gửi thông báo hòm thư này.
gmail.com. Đúng rồi, thằng này đây đúng không, nó sẽ tạo lại mật khẩu thì chúng ta sẽ bấm vào cái đường dẫn nào đấy nha, để ra để vào trong đấy để reset lại mật khẩu nhá. Thì đấy là một trong những tính năng mà hay dùng. Ngoài ra còn tính năng gì nữa, ví dụ như kiểu các bạn vào mấy cái trang ví dụ các cái trang mà có cái phần contact này đấy, kéo lùi dưới này thấy không, thì gửi cái thông tin này thì nó sẽ gửi cái email của thằng admin, hoặc là thằng admin nó nhận được cái thông tin này ở trong trang quản trị ấy thì nó trả lời, thì cái trả lời đấy sẽ gửi về cái email của người đóng góp ý, đúng nhỉ. Có rất nhiều chức năng. Còn ngoài ra ví dụ như kiểu dạng chúng ta vào Lazada hả, lazada.vn hả, khi mà chúng ta tạo một cái đơn hàng xong, mua hàng xong á, thì nó sẽ có, chúng ta phải điền email đúng không, nó sẽ gửi sau khi chúng ta thanh toán xong hoặc là đặt hàng xong, nó sẽ gửi một email về cho chúng ta xác nhận là cái đơn hàng đã gửi thành công đúng không, hoặc là các cái hệ thống quốc tế mà phải ship từ nước này sang nước khác hoặc là từ những cái nơi rất xa về ấy, thì nó có cái trò đó là nó ví dụ như hàng của chúng ta là từ Hà Nội gửi xuống Cà Mau hả, ví dụ như cái hàng của chúng ta nó đến Huế rồi thì nó cũng gửi chúng ta một email thông báo là cái sản phẩm của bạn đã đi đến đâu rồi để chúng ta yên tâm đó, có hết. Thì cái gửi email này nó rất là tiện dụng, và nhưng mà thực tế ra với các bạn thì có thể là các bạn chưa dùng bao giờ, nhưng mà cái này nó là cái kỹ năng cơ bản bắt buộc phải biết, bắt buộc phải dùng được trong cái việc các bạn đi làm hơi nhẹ có mỗi cái lỗi mãi không biết xong quên thấy chưa. Còn ngoài ra chúng ta ở trong cái project này chúng ta sẽ sử dụng thêm một hai thư viện nữa, một thư viện là PHP Brown, một thư viện là Zen Sensor Blade, hai thư viện. Thực tế ra trong cái PHP nó có hàng trăm nghìn thư viện, cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà chúng ta cần dùng cái thằng nào chúng ta search nó sẽ ra những cái thư viện, chúng ta xem mà chúng ta cần cái thư viện nào thì chúng ta xài thôi. Chứ không nhất thiết là phải biết hết được, tôi chẳng biết hết được. Thấy cái nào nó mình dùng được thì mình dùng. Đấy chứ nhỉ? Thôi vậy thôi, để tí nữa chúng ta sẽ cài hai cái thư viện cái sau. Còn tôi sẽ đẩy cái phần gửi email lên cho các bạn. Muốn làm gì làm, đừng gửi cho tôi nữa là được. Xóa đi. Đẩy vào spam ngay, tôi khóa cái mail kia lại phát là xong. Còn gửi nữa thì ông đẩy hết vào spam. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ quay lại với cái mô hình MVC của mình khi mà thực hiện cái trò này, để cho các bạn nắm được cái mô hình đã. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục với các ốp các cái thư viện vào để hoàn thiện cái mô hình MVC. Thì như nào? Thì hôm trước tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng cái vendor để sinh ra cái file autoload giúp chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu, tương tác với cái mô hình MVC nó dễ hơn. Có nghĩa là nhóm hết tất cả vào một mối, thì tôi vẽ lại cái mô hình MVC nhé. Đây, khi mà request gửi tới này, request gửi tới thì thông qua cái thằng .htaccess này, chúng ta sẽ nhóm toàn bộ tất cả các request về file index .php, dạ, nhóm hết rồi. Và trong cái file index .php này chúng ta tiến hành là require cái file autoload .php để đưa toàn bộ project của chúng ta về sử dụng cái namespace dùng use hết, không còn require thêm bất kỳ thằng nào cả đó. Và để dùng được cái thằng này chúng ta phải có cái composer. Sau đó ở index này chúng ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật là bắt lấy cái đường dẫn trên trình duyệt ấy, để và chúng ta thực hiện switch case hay là gọi là phân tích và xử lý cái đường dẫn đi ra, cái đấy mọi người gọi là wrap. Round hay router đều được. Round là một cái công cụ để giúp chúng ta điều hướng cái đường dẫn của cái điều hướng cái luồng xử lý của cái ứng dụng của mình
từ một cái đường dẫn chúng ta sẽ lựa chọn là cái controller nào sẽ xử lý và hàm nào nằm trong controller đó sẽ xử lý. Thì chúng ta sẽ ở đây thì chúng ta sẽ điều hướng về controller. Trong controller thì nó sẽ có một cái action và code của chúng ta thực sự là xử lý trong cái action này. Thì ở trong phạm vi của action hay trong phạm vi của controller thì chúng ta cũng dùng namespace để tiến hành là tương tác với module. Như này 2 triệu, module tương tác với DB. Sau đó ở trong action này muốn trả về cái giao diện nào thì chúng ta tiến hành là hiển thị ra nó là ở cái view. Đó, bằng việc là include một cái file giao diện nào đấy làm trong cái layout. Đấy là view và layout tóm chung nó vào một chỗ. Đây là cách chúng ta định hình lại cái mô hình MVC. Thì chúng ta có thêm thằng HTXS này, có thêm thằng Composer này tham gia vào trong hệ thống này. Tạo thêm một cái tầng nữa phía trên của controller, đó là cái tầng RAM để phân chia cái luồng dữ liệu về các file controller và những action phù hợp. Còn ở trong cái MVC cơ bản nó vẫn thế thôi. Chúng ta thêm phần nào chúng ta thấy nó hữu ích để chúng ta dễ làm và dễ định hình cái hệ thống thì chúng ta thêm vào. Còn không thì chúng ta vẫn giữ nguyên. Và những phần còn lại giữ nguyên. Không nhớ thì chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với nó. Chắc là lớp 10 quen rồi, lớp 09 thì không biết thế nào. Thì ví dụ chúng ta làm một cái DB đi. Cái DB của chúng ta là gì nhỉ? PP1710. Trong này có cái gì chưa? Là gì nhỉ? Ôi, có mỗi cái thằng student này. Chúng ta sẽ dùng cái này để làm sau này sử dụng làm cái phần gọi là cái gì nhỉ, phần học với Laravel luôn nhá. Thì chúng ta phải thiết kế lại cái DB này để làm cho nó nghiêm túc một tí chứ không chỉ để là test dữ liệu như này nữa. Thì dẫn như sau. Tải DB cũng nên một tải. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một cái từ giờ về sau chúng ta sẽ xoay quanh một cái project thôi. Đó là chúng ta sẽ làm một cái dự án về một cái website bán hàng đi. Bán hàng nó có nhiều thứ để bảo mạch chứ còn tin tức thì ít ạ. Ít tính năng. Thì chúng ta thử nghĩ cách và chúng ta cũng xây dựng cho tôi cái cơ sở dữ liệu cho một cái website bán hàng. Nó sẽ như thế nào? Nghĩ đi và đọc cho tôi. 5 phút nữa tôi sẽ đọc. Để yêu cầu đọc. Mỗi người một bản nhé. Còn ai không được thì cho phạt. Vẫn còn mình vừa dân cái gì bạn? Còn tươi nữa.
học thiết kế cơ sở dữ liệu rồi, học cách thiết kế rồi. Cái quả này cũng hụt hụt đi làm thật cái kinh chứ. Câu giỏi đấy. Làm được DB hay không á là phải phụ thuộc vào chức năng chứ. Còn chưa biết là chức năng ở trong hệ thống nó như nào, cứ cắm đầu cắm cổ ngồi nhát cái kinh tải thật. Chức năng là bán hàng á. Bán hàng không có biết có bao nhiêu cách bán hàng không? Nhảm nhí. Nào, các bạn thử liệt kê vào cái chức năng trước nhá. Đấy mình nói ba câu, nghe thấy phạt phát là cắm đầu cắm cổ, lôi sách lôi vở, học như đúng rồi. Đúng như người đi học luôn, sợ thật. Nào, xây dựng chức năng nào? Chức năng đầu tiên là gì? Đăng nhập. Đăng nhập. Đăng nhập làm gì? Đăng nhập để làm gì? Nhập để mua. Hả? Tương tác này thì sao? Tại sao lại phải đăng nhập để mua hàng? Ưu đãi cái gì? Ô, các bạn đặt ra chức năng thì các bạn phải phản biện, phải thể hiện được là cái chức năng của các bạn nó là lấy quỹ chứ. Nhập để lấy thông tin khách hàng. Tại sao lại phải đăng nhập để comment? Admin. Tôi comment vào Facebook. Bố nào? Ai bảo thế? Đăng nhập bằng Facebook, đăng nhập bằng comment bằng Facebook thì không phải đăng nhập với website. Quan trọng gì? Thế đăng nhập phải làm gì? Không có thì xóa lại. Xóa đi à? Đăng nhập admin à? Không. Không nhập Facebook. Quy định cái gì? Đây là chức năng của các bạn định nghĩa ra phải thôi nhá. Nhập gì? Tôi mới thấy bây giờ chúng ta toàn nhận ở trên Facebook. Like xong rồi comment một con số đánh trúng lô thì sẽ được một mã. Với người không có Facebook phải. Hả? Cô Facebook thì đừng mua nữa. Cho nhanh. Lỗ gì? Nào đăng nhập để làm gì? Ờ, ấy. Mà cô thấy rồi à? Admin thôi rồi, nó còn phân quyền nữa. Cái đăng nhập thì bắt buộc phải có rồi. Đăng nhập nó có rất là nhiều ý nghĩa. Ví dụ đăng nhập để quản lý, quản trị. Rồi đăng nhập như Trang nói là để tích điểm. Hoặc là nhiều hệ thống người ta cần phải có comment bằng cách là đăng nhập này. Ví dụ như thằng Amazon, nó là trang uy tín rồi, nó bắt người dùng phải theo. Thì chúng ta muốn tăng cái chất lượng và tăng cái tính là tin tưởng ở trên website ấy, bắt buộc ông muốn comment của tôi và ông muốn đánh giá một sản phẩm thì ông phải có tài khoản. Còn mua ấy, thì không nhất thiết là ông phải có tài khoản được không? Thế thôi. Đó. Hoặc là tích điểm, ví dụ như mỗi một lần mua tích thêm một vài điểm, sau này mỗi điểm quy ra 100.000, là thế. Nhá. Ngoài ra còn ý nghĩa nữa, ý nghĩa cực kỳ quan trọng luôn. Cái việc quan trọng thì không phải là với khách hàng ấy. Những cái tôi vừa kể ấy, đấy nó là cái lợi ích, tôi là cái miếng mồi để nhủ khách hàng thôi. Thực tế ra khi mà có cái đăng nhập ấy, và các website đều mong muốn là làm sao để người dùng đăng nhập và tạo tài khoản trên cái website của mình để làm gì? Thu thập thông tin. Một là để gửi email giống như vừa rồi ấy, gửi email đồng loạt là tôi có một sản phẩm mới đang discount từ thời gian này đến thời gian này, ông có mua không? Đấy, quảng cáo. Đấy là email marketing. Cái thứ hai nữa là để cái bán chẳng hạn. Bán thông tin, ví dụ bán cho mấy thằng bán bảo hiểm. Ra tiền đấy, ví dụ thông tin của các bà, của các bạn ở đây trả đi bán, không thì làm sao người ta có để mà liên lạc được. Ra tiền hết, được chưa? Đặc biệt là ở Việt Nam mình chưa có luật bảo vệ thông tin người dùng, bảo mật về cái service hết, tức là cái thông tin cá nhân. Bán hết, cái gì cũng bán. Rồi, tiếp chức năng thứ hai. Menu đặt. Menu dựng được gì? Phân loại mặt hàng. Đấy không phải chức năng. Chức năng cơ mà. Sản phẩm là chức năng. Nhập gì? Nhập hàng.
nhập hàng là sao? Sọt hàng kiểu cấp nhà lọt hàng rồi. Sọt hàng đúng. Đi đó. Các bạn lớp 09 rồi, thể hiện đi nào. Mình học nhiều hơn chúng nó bao nhiêu ngày tháng nên phải thể hiện mình hơn đi chứ. Nào. Comment. Đi nữa. Tiếp. Chức năng kể đi, kể cho một chức năng. Tìm kiếm chính xác. Đi nữa. Thực quyền. Tiếp. Hả? Xuất hàng. Không. Làm xuất nhập đấy chắc cả năm trọng. Thật. Bởi vì công ty cũ của tôi có một cái dự án làm với Mỹ, team độ khoảng chục ông, làm đến một năm rưỡi rồi và tách, có nghĩa là sang bên Mỹ onsite khoảng nửa năm, xong rồi về nghỉ mẹ việc mở công ty mới chỉ làm một dự án. Con nào ăn chỉ phải xuất nhập thôi. Nào gì nữa? Hào quản lý sản phẩm. Nhưng mà làm thế nào để có sản phẩm? Sản phẩm thì cứ đăng lên là nó hiển thị lên web thôi đúng không? Chẳng phải nhón theo một cái gì cả. Tìm kiếm cũng khó. Nó phải có quản lý về danh mục nữa. Gì nữa? Thế cả. Ôi, trang bán hàng của họ này đơn giản nhỉ? Này làm tuần xong như vậy. Thanh toán. Gì nữa? Lên Lazada xem nào. Đóng cơm đấy. Không làm chi tiết đến mức là nhà cung cấp đâu. Liên hệ. Gì nữa? Cứ bôi ra đi, tí làm đi về bây giờ. Thôi, thế rồi. Bôi. Cứ đang mất công bôi thì bôi cho nó nhiều đi. Tí, đi biết phải làm không? Xong phải làm. Đi thì phải chữa. Tôi chỉ chữa một phần bé thôi. Ví dụ tôi chữa phần danh mục này thôi, danh mục phần khó tôi chữa phần danh mục thôi. Các phần khác cũng đi mà làm. Đi nữa nào. Chăm sóc khách hàng. Chăm sóc của mình. Xin khách hàng địa chỉ đến nhà chăm sóc. Đi công ty nè. Đăng ký. Phân quyền. Phân quyền rồi à? Rồi, ok. Sorry. Gì nữa? Cập nhật thông tin. Quản lý tài khoản. Thế chưa? Xuất. Hả? Hiệu suất là gì? Hóa đơn là xong rồi thanh toán rồi. Thanh toán không có hóa đơn thì thanh toán quái. Gì nữa không? Nặng hết chưa? Thôi bạn rời bằng này. Bạn này chức năng. Ngồi về đi, về đi. Ôi cái gì mà ôi. Hả? 2 ngày á? 15 phút. Đây còn chưa thì đẹp nhét cái mô đun tin tức vào đấy. Đây đây. Mấy cái này có cái gì mà khó đâu. Qua gì? Mới từ thằng này là chút là làm sai cái vậy. Mày qua mà không ai bất ngờ đâu. Qua đi.
kết gì từ đây cả. Làm gì đấy? Tập trung vào làm như thế nào? Quan ở trong đau khổ này. Bạn nào cũng biết được cái gì?
Chấn lột được của nó là đu đủ à? Gặm non chứ không? Không ạ. À? Chẳng ai quan tâm. Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Một tí này mà lâu thế. Đặc biệt để đâu ra? Không
Thế nếu tôi sau này đang một công ty đang ngồi giám đốc này, trưởng phòng này, nhân viên này, loài rất là phó giám đốc là đâu? Đi đi, không đúng. Đi. Tôi chẳng biết, không giấu làm gì. Ăn chửi. Đằng nào chẳng ăn chửi. Nghe cái gì nhỉ? Không biết tôi quản lý DB đấy không?
Tôi sẽ cho các bạn một cái DB mẫu tôi viết từ rất lâu rồi. Các bạn cố gắng lọc ra xem cái gì mình cần, cái gì mình không cần, trở thành một cái DB của mình. Tôi không nhớ tôi còn giữ không. Đây, nhưng mà cái này tôi phục vụ cho cả mục đích là một trang tin lẫn một trang bán hàng. Thì tôi sẽ share cho các bạn cái này. Đâu nhỉ? Cái gì đây? Tôi chụp kinh ảnh. Thôi tắt nó đi, nhìn khiếp quá. Tôi cũng không biết là cái này tôi bởi vì tôi thiết kế nó từ lâu rồi. Có khả năng nó đúng, có khả năng nó sai, có khả năng nó thừa không. Thì các bạn tự cố gắng lọc lại những cái thứ mà các bạn thấy hợp lý. Và các bạn trở thành đưa nó thành cái dữ liệu của mình. Đó, bài này chúng ta sẽ chữa vào buổi sau. Các bạn sẽ về để cố gắng xây dựng một cái DB mà các bạn cho là đầy đủ nhất nhá. Buổi sau chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng cái này. Cứ xem qua đi đã. Cứ xem qua đi. Nhớ có thằng ở đâu mà không biết cách dùng cái lucid chart này đó. Ở đây nguy hiểm phết. Đừng sửa nha. Thế như là cái gì đó giúp mình share cho nhiều nữa này trời. À cái lớp trước. Nó xuất được ra file ảnh mà chụp màn hình làm gì? Ừ. À ừ nhỉ, quên cái sofa đấy. Để tôi xóa hết đi. Tôi share lại. Để mình generate ra quyền là edit và share. Được rồi đấy. Các bạn bây giờ chỉ có quyền comment thôi. Quyền mà. Các bạn có thể tạo tài khoản trên Lucid Chat. Đây tôi không có quảng cáo mà tôi thấy tool hay tôi chỉ có. Các bạn có thể tạo ra một cái tài liệu mới ở trên đấy. Xong rồi chọn ví dụ như này này.
đặc biệt là các bạn nào mà còn cái mail là a@edu ấy, cái mail về học tập ấy, thì các bạn có thể tạo ra. Mail bình thường nó sẽ bị giới hạn đây này, giới hạn những cái đường nối là 60 đường nối đó. Còn ví dụ như các bạn nếu muốn vẽ cái cơ sở dữ liệu ấy, thì các bạn có thể làm như này, shape này, chọn là RD này, trong UML chọn cái UML Entity Relationship, phải này không nhỉ, trông có vẻ không giống, không phải cái này rồi, đây là cái này, Entity Relationship này, đấy, đây là bảng nhá. Ví dụ chúng ta tạo ra một cái bảng, chúng ta cầm thả vào đấy, tạo bảng nữa cầm thả vào. Còn ví dụ bảng user này, user này, thằng này là ID, thì đây là field. Ví dụ ID này, type bằng int này, pk này, ai này, name này, được chưa? Bảng này là bảng post chẳng hạn, ví dụ thế. Đây là ID này, đây là author ID chẳng hạn. Sau đó bạn muốn nối gì? Nối này, nối hai bảng này nhớ, thả vào đây. Được chưa? Sau đó các bạn muốn thêm cột gì? Thêm cột thì đây, số lượng cột đây. Được chưa? Muốn sửa gì thì cứ kích vào đấy mà sửa thôi, rất dễ. Một một đây, bấm vào đây này, có hai đầu này, đây có hai đầu này, thấy không? Đó, có rất là nhiều cái quan hệ, đó, đó, muốn sửa gì sửa. Và ngoài ra cái này nó xuất được ra file ảnh, hay nhất là xuất được file ra file ảnh ở file SQL luôn. Đây các bạn có thể là chuột phải vào download S, đây các định dạng. Ví dụ tôi xuất cái file vừa rồi ra file ảnh nhá. Tôi xuất ra cái file ảnh PNG. Đó. Sao? Đây, bạn zoom to nó lên. Đây. Cái gì? Xem lại rồi mà. Rồi, update rồi. Đây này, thấy nó khác nhau không? Được chưa? Đấy các bạn về có thể lên về lên cái lucid chart để các bạn vẽ lại cái DB, đưa lên đấy, thích thì share lên lớp, xuất ra file ảnh share cũng được. Được chưa? Chồng. Hả? Đây rồi. Cái gì? Đói á?